Vâng, xin chào tất cả các anh em của Elsword Việt Nam. Thì ngày hôm nay như chúng ta đã biết là KOG có cập nhật một bản cập nhật mới của ngày 25 tháng 4. Thì đầu tiên, phần thông tin đầu tiên có lẽ mọi người đều đã biết đó là việc cân bằng giữa các nhân vật. Tuy nhiên là vì Immortal không có liên quan đến việc cân bằng, cho nên là mình sẽ bỏ qua và không quan tâm đến vấn đề đấy. Vấn đề thứ hai là việc thay đổi lại hệ thống của pet. Thì chắc là anh em từng nuôi pet thì cũng biết đó là pet hồi trước ấy, thì sẽ có bốn kiểu tính cách là personality. Thì hồi đấy là anh em phải nuôi rất là mệt bởi vì để căn được cái personality chuẩn và kéo dài nó rất là khó. Tuy nhiên thì biết được cái tính lười của mọi người cho nên là KOG quyết định là xóa mẹ ghế đi, không làm nữa, và thay vào đó một hệ thống đó là pet system mới. Đầu tiên, khi mọi người mở giao diện pet ra ấy, thì mọi người thấy ở đây đó là pet có thêm một cái skin mới. Thì cái này mình sẽ nói sau, và mình sẽ nói về cái tính cách trước. Ở thời gian đầu thì chúng ta biết là pet có 4 tính cách dựa trên hai trục này, là trục Y và trục X ở đây. Thì thường thì tốt nhất nó sẽ là ở trong khoảng góc dưới cùng bên trái là pet loại tốt nhất. Tuy nhiên thì bây giờ cao giờ nó phá nó rồi và thay bằng cái này. Đây là 4 cái hệ thống của pet, là 4 cái chỉ số mới mà mọi người sẽ tăng điểm dựa trên việc cho pet ăn. Đây là cho pet ăn đây. Tuy nhiên thì mọi người phải lưu ý đó là không phải lúc nào cũng cho ăn được, mà sau khi ăn thì pet sẽ cần thời gian để tiêu hóa. Như đây này, vừa ăn xong là cần 1 giờ 36 phút sau để ăn tiếp. Càng ăn nhiều thì nó sẽ càng lên điểm. Nhưng mà nếu cho ăn nhiều quá trong thời gian này được, bởi vì là phải tiêu hóa xong ăn tiếp. Thì 4 cái dòng này là gì? Thì đây là dòng đầu tiên ý. Thì dòng này theo mình nhớ không nhầm thì đây là tăng tỷ lệ xuất hiện cái cổ vũ. Là mọi người biết thì pet ở đây ấy, nó có đây là skin cổ vũ. Khi mà mình xuống một mức máu nhất định thì pet sẽ tiến hành cổ vũ và sẽ hồi máu 1.10p tăng chỉ số cho mình. Thì cái này chính là tăng cái tần suất xuất hiện cái cổ vũ, tức là pet sẽ cổ vũ nhiều lần hơn. Thì nó sẽ có 1.000 điểm là tối đa, và càng tăng điểm thì cái tần suất nó sẽ càng tăng lên. Ôi, cái này ok rồi nhá. Cái này nó sẽ liên quan đến cái thời gian cổ vũ. Thời gian cổ vũ, tức là thời gian cổ vũ được dài hơn, các bạn sẽ được bút nhiều hơn, được cộng nhiều hơn. Thì theo như mình nghĩ thì giữa hai cái này thì mình sẽ thích cái này hơn, bởi vì nó cổ vũ nhiều lần hơn, cái hay hơn có việc là một lần cổ vũ lâu hơn. Đấy. Chỉ số thứ ba là một chỉ số mình nghĩ là anh em sẽ rất là quan tâm và mình quan tâm nhất luôn. Đó là chỉ số tăng sát thương cho pet. Đây ví dụ như mọi người thấy đây là pet của mình skill là sẽ đánh ra nhiều quả cầu nhỏ với 164% của đam trung bình với vật lý thuật, và mỗi quả cầu nhỏ khi nổ bùm một phát thì sẽ đánh ra 3000% và sẽ có 5 quả cầu. Thì cái đam này là đam cố định rồi, tuy nhiên là sau khi hệ thống mới thì được tăng cái này nó cũng sẽ tăng đam lên. Nhưng mình cũng không biết là nó sẽ tăng trực tiếp trên này hay là nó sẽ tăng trên kia. Mình thử tăng một vài lần để thử nghiệm xem như nào. Thì mình đang thử xem là nó tăng trực lên không. Tăng nhiệm trước đây này. Đây, theo như mình biết thì đây là tăng đam kỹ năng của pet đấy. Đồng ý pha. Ok, giờ quay lại. À, nó không nhìn trên này. Tức là mình sẽ tăng nhưng mà nó sẽ không thể hiện ra. Tôi cứ biết thế. Và cuối cùng ở đây là cái giảm cái tỷ lệ mà fail. Tức là giảm tỷ lệ fail là gì? Thì cái này đơn giản thôi. Tức là khi mà trong hệ thống cũ ấy, thì pet nó sẽ có cái tỷ lệ là fail khi ra đòn. Thì cái này khi tăng lên thì cái tỷ lệ fail sẽ thấp hơn. Thì tức là một là bạn sẽ có một con pet đánh đam to hơn, hoặc là một con pet đánh đam đánh nhiều đòn hơn. Thì mình nghĩ hai cái này thì nó cũng quan trọng tương tự nhau thôi. Nhưng mà theo mình nghĩ thì hai chỉ số đầu là quan trọng nhất, bởi vì thời hiện tại thì nếu như các bạn đã có một sức mạnh nhất định ấy, thì việc sức mạnh của pet nó cộng vào không bằng bao nhiêu cả. Quan trọng nhất là nó có thể boost cho bạn được bao nhiêu thôi. Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ thiên về hai cái đầu hơn, còn cái thứ này thì mình sẽ lấy cái này chứ không phải cái này. Thì đấy là thông tin update mới của pet. Và cuối cùng đây chính là một kỹ năng thứ ba mà pet nhận được. Đây là kỹ năng cổ vũ đặc biệt. Đây là cổ vũ bình thường đấy, thì đây là cổ vũ đặc biệt. Thì cái cổ vũ đặc biệt này các bạn thấy đây là nó sẽ cộng trở cũ bình thường nhé, nó sẽ cộng máu vào MP và cộng chỉ số hoặc crit các kiểu đấy. Thì đối với cổ vũ đặc biệt này nó cũng sẽ cộng máu vào MP, tuy nhiên mà nó
tức là nó sẽ cộng lên cho bạn, nhưng mà thời gian hồi nó khá là lâu đấy, là 90 giây mới hồi mới dùng được một lần, và mỗi lần duy trì những 30 giây thì cái 30 giây này nó sẽ cộng cho bạn 5% phát lương cả vật lý cả ma thuật. Đây nó khá là hay, nhưng mà điều kiện ấy là pet grow point đây này phải là trên 3000 và mình bây giờ mới có 1000, tức là chắc là còn lâu nữa mới được. Ok thôi, chắc anh chắc là hết đồ ăn, tặng đồ ăn cho nó liên tục, bao giờ nó lên thì lên. Và đấy là toàn tập về hướng dẫn của pet mới, thì hy vọng là các bạn sẽ có thể nuôi được một con pet mạnh hơn. Và thực ra thời điểm này thì pet là quan trọng nhất là cổ vũ thôi, khi đam thì. Và xin chào tất cả các bạn, và hẹn gặp lại trong các hướng dẫn mới khi mà game có các đặc biệt mới.